Liên quan tới những sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải, Yên Bái, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Căng Chải đã kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan tới những sai phạm này xảy ra trên địa bàn huyện. Cụ thể, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Cang Trải đã xem xét kỷ luật, đề nghị kỷ luật với 5 cán bộ bao gồm ông Lê Xuân Dũng, nguyên phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2019-2020. Ông Phạm Chí Cường, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Trải, giai đoạn 2019. Ông Lý A Sảng, phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mù Cang Trải, giai đoạn 2019-2021. Ông Thạch Văn Đừng, nguyên phó Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mù Cang Trải, giai đoạn 2014 đến năm 2019. Cả bốn người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Sùng A Chơ, phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Mù Căng Chải bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Cả 5 cán bộ trên bị thi hành kỷ luật do đã có vi phạm trong công tác quản lý đất đai như áp dụng sai chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, thiếu trách nhiệm trong việc thanh tra kiểm tra giám sát về đất đai.